Trong bầu không khí hữu nghị cởi mở và chân thành, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao cả song phương và bên lề các diễn đàn đa phương, đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, đưa Ả Rập Xê Út trở thành một trong các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam và hướng đến việc nâng kim ngạch thương mại song phương lên trên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thủ tướng Chính phủ khuyến khích Ả Rập Xê Út đầu tư vào các lĩnh vực dự án chiến lược mang tính biểu tượng đột phá tại Việt Nam, xem xét xây dựng trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam, khai thác tiềm năng phát triển ngành hà lan của Việt Nam, kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước, hợp tác xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đề nghị hai bên chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục trao đổi cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, thực hiện hóa những tiềm năng hợp tác song phương.